Rắn đuôi chuông có thể là cơn ác mộng ở hoang mạc Bắc Mỹ, nhưng đối với loài chim chẻo đất thì loài rắn chỉ là một con mồi yếu ớt. Rắn đuôi chuông là một loài bản địa của châu Mỹ. Loài rắn sở hữu vẻ ngoài gai góc đặc biệt là phần đuôi đặc trưng có cấu trúc như chiếc xúc sắc nhỏ. Hầu hết những con rắn đuôi chuông đều rất độc. Lượng nọc độc, độc của chúng có thể nhanh chóng làm tê liệt hệ thần kinh của các con mồi như chuột, chim và một số loài động vật nhỏ khác, sau đó khiến cho tim của nạn nhân ngừng đập chỉ một vài phút sau khi bị cắn. Rắn đuôi chuông gieo rắc một nỗi kinh hoàng đối với những cư dân sinh sống nơi hoang mạc Bắc Mỹ. Tiếng chuông đuôi của loài rắn này là lời cảnh báo cho những con vật yếu ớt nhanh chóng chạy trốn nếu không muốn nhận phải cái chết đau đớn. Tuy nhiên đối với loài chim chẹo đất, tiếng chuông kia không khác nào lời mời gọi hấp dẫn. Chẹo đất là thuộc họ cu cu cùng là loài bản địa ở Bắc Mỹ. Loài có kích thước trung bình, cao 25-30cm, sải cảnh 43-61cm và chỉ nặng 221-538g. Dù có thể bay nhưng chẹo đất dành phần lớn thời gian dưới mặt đất. Loài chim bước đi rất nhanh và có thể đạt đến tốc độ 42 km trên một giờ. Ở Bắc Mỹ, chẹo đất được mệnh danh là chim chạy đường, rốt răng nơ. Không có loài chim nào ở lục địa này có thể so bị tốc độ với chẹo đất khi ở dưới đất. Tốc độ này chính là yếu tố sinh tồn của loài chim, vừa giúp nó chạy trốn khỏi kẻ thù vừa là phương pháp săn mồi ưu việt. Loài chim nhỏ nhắn này chuyên săn nhện, tarantula bọ cạp, chuột, chim nhỏ và đặc biệt là thằng lằn và rắn. Những loại rắn lớn hay sở hữu nọc độc chết người cũng phải dè chừng chẹo đất. Đặc biệt chẹo đất có cách triệt hạ con mồi rất thô bạo, ngoạm chặt đầu con vật rồi đập mạnh xuống mặt đất đến chết. Ta có thể thấy trong đoạn video con rắn đuôi chuông gần như không còn khả năng chống đỡ sau khi nhận một cú đập trời giáng từ con chim chẹo đất.